cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau. Chim ơi đừng bay nhé, hoa ơi hãy tỏa hương, và cây ơi lay thật khỏe cho đôi bàn trẻ đón xuân về. Khi mặt trời bình yên, anh lính về thăm phố cô gái vừa tan ca. Họ hẹn nhau và chờ nhau, họ khát khao hạnh phúc, họ đón nhau và mùa xuân cùng theo về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng. Cuộc đời con có cả những nụ hôn. Khi tạm biệt mùa xuân, anh lính về biên giới, cô gái vào ca ba. Họ tạm xa từng ngày qua, cần thiết ta tạm nhớ. Họ vẫn tin rồi mùa xuân sẽ quay về. Ôi hạnh phúc cô thơ ấy, đơn sơ mà thâm nồng. Tình yêu của người lính lắng sâu mà cháy bồng. Tạm biệt rồi vẫn đồng những trần bình yên. Anh lính về thăm phố cô gái vừa tan ca. Họ hẹn nhau và chờ nhau, họ khát khao hạnh phúc, họ đón nhau và mùa xuân cùng theo về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng. Cuộc đời con có cả những nụ hôn. Khi mặt trời bình yên, anh lính về biên giới, cô gái vào ca ba. Họ tạm xa từng ngày qua, càng thiết ta thầm nhớ. Họ vẫn tin rồi mùa xuân sẽ quay về. Ôi hạnh phúc cô thơ ấy, đơn sơ mà thắm nồng. Tình yêu của người lính lắng sâu mà cháy bồng. Tạm biệt rồi vẫn đồng. Tình yêu của người lính lắng sâu mà cháy bồng. Tạm biệt rồi vẫn đông những nụ hôn. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. Em hát cái là khán giả đi giờ hết đúng không anh? Không phải đâu em, không phải đâu. Cái gì phải qua đi, nhưng mà đọc lại là những nụ hôn, thưa quý vị.
Đến giờ phút này đây, vị đại diện cho Thanh Tộc Nhà Gái là Dường Năm của cô dâu sẽ có lời cảm ơn và lời cáo từ trên đồng kính mời. Chúng ta cùng xin mời vị đại diện cho Thanh Tộc Nhà Trai là ông nội Năm của chú rể hiện giờ trên sân khấu. Chương trình hát mừng còn dài và vậy còn tiếp tục, thưa quý vị, danh sách đăng ký còn nhiều lắm nên quý vị cứ yên tâm ha. Dạ,